Tổng thư ký Cao Ki-moon cho biết, hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 sẽ thảo luận về việc xây dựng cộng đồng ASEAN, hội nhập khu vực và các ưu tiên của Chủ tịch Indonesia trong năm 2023. Ngoài chương trình nghị sự về kinh tế, phát triển kinh tế kỹ thuật số, ứng phó với biến đổi khí hậu, cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hội nghị lần này cũng sẽ thảo luận về việc thúc đẩy tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương với 4 lĩnh vực chính là hợp tác hàng hải, kết nối các mục tiêu phát triển bền vững, kinh tế và các lĩnh vực hợp tác khác. Liên quan đến chủ đề ASEAN quan trọng, tâm điểm tăng trưởng của nhiệm kỳ Chủ tịch Indonesia trong năm nay, Tổng thư ký Cao Ki-moon khẳng định ASEAN vẫn là một bên tham gia thực sự quan trọng trong khu vực và trên toàn cầu. Đây là lý do ASEAN tiếp tục thu hút nhiều sự quan tâm từ các đối tác bên ngoài với mong muốn nâng cấp quan hệ và tham gia vào các cơ chế do ASEAN dẫn dắt. Theo ông, trước những bất ổn kinh tế và rủi ro toàn cầu như hiện nay, ASEAN cần phải tiếp tục hợp tác cũng như đảm bảo hòa bình, ổn định và an ninh khu vực để thu hút các nhà đầu tư bên ngoài và các đối tác đối thoại.